Ta thương tổn ta Tin mừng theo Thánh Luca Chương 17 câu 1 đến câu 6 Thật sự ra Tất cả chúng ta đều Đã từng bị thương tổn Nhưng Chúng ta không biết hoặc quên đi Là trong quá khứ Chúng ta đã từng bị tổn thương Bởi bị thương tổn Nhưng chưa được chữa lành Bết thương từ bao lâu nay Vẫn mưng mũ Sưng tấy làm độc thể xác và cả tâm hồn. Bởi tôi không nhận ra tôi là người bị thương tổn. Bởi thế, tôi không thể nào nhận ra tôi là người cần nhận được ơn chữa lành. Nói ngắn gọn, ơn tha thứ. Tôi tha thứ tôi. Bởi không thể nào tha thứ chính tôi bảy lần trong một ngày. Tôi cũng không tha thứ được cho người thân, người hàng xóm, anh chị em đồng tu bảy lần trong một ngày bởi bị thương tổn tôi có khuynh hướng làm tôi khổ tôi tôi thường suy nghĩ và sống với một khoảng thời gian thủa đó tôi bị thương tổn và bởi bị thương tổn bị khổ tôi vô tình hay cố ý làm cho tất cả những người sống chung quanh tôi đều phải cảm nhận được cái khổ của riêng tôi và bởi phải cảm nhận được cái khổ của tôi anh chị em trong cộng đoàn hàng ngày sống với hít sâu vào hai buồng phổi trái tim nỗi khổ của cá nhân tôi rốt cuộc họ cũng trở nên khổ như tôi họ hiện thân thành khổ hay nói cách khác khổ chính là họ cho nên Tôi phải có khả năng nhận ra tôi mới là người bị thương tổn. Bởi thế tôi sẽ ý thức và cố gắng để tôi không tạo ra những tổn thương khác với tha nhân qua lời nói, hành động. Khi làm được điều này, tôi đang thư tha thứ anh chị em bảy lần trong cùng một ngày, như lời Đức Giêsu đã đề nghị trong bài Tin Mừng theo Thánh Luca chương 17 câu 1 đến câu 6 tôi tập dần thói quen mỗi ngày tôi chọn một niềm vui cho cá nhân tôi mỗi ngày tôi chọn một niềm vui cộng lại hóa ra con số nhiều tôi sau cùng hóa ra chân dung của niềm vui hay niềm vui là chính tôi